Dạ, kính thưa quý vị, gần 2 năm qua vì sức khỏe cho nên tôi ít có mặt trên sân khấu. Thành thật mà nói, ở nhà hoài buồn quá, đêm nào ngủ cũng nằm chiêm bao thấy đi hát hết. Thành ra đêm nay có mặt ở đây được gặp lại quý vị, cảm động lắm, không biết nói lời nào. Xin quý vị nhận cho nên đây lòng chân thành tri ân của tôi. Và cũng đêm nay là đêm hội ngộ của những nghệ sĩ đã từng đoạt giải Thanh Tâm và các nghệ sĩ đoạt giải Trần Hữu Trang. Đây là một đêm vui cho giới nghệ sĩ thành phố. Và tôi cũng không biết nói gì hơn là tôi xin gửi đến quý vị một lớp giọng cổ gọi là lòng tri ân của tôi đối với quý vị khán giả. Đó là lớp giọng cổ Bông Hồng Cài Áo, trích trong vở cải lương Bông Hồng Cài Áo của soạn giả Hoàng Khâm. Ở trong vở Bông Hồng Cài Áo, nó có một đoạn ngắn thôi, đối thoại giữa người mẹ và đứa con gái đã làm xúc động lòng người. Đó là lớp bà Tư đến tìm đứa con đã từ giã về quê. Khi bà Tư bước vô ngôi biệt thự sang trọng, cô con gái bước ra hỏi: má đi đâu đây? Bà Tư nói: má đến tìm con để từ giã con về quê. Về quê? Quê ở dưới còn ai dưới mà về? Còn chứ con, còn mồ mả ông bà. Mai về dưới thì mai về nha, rủi có gì là mai chịu trách nhiệm mà tôi không biết à. Thế tôi vô tôi ngủ một chút. Đứa con gái bỏ vô trong. Bà Tư nghẹn ngào: hồi nhỏ mình đi đâu về mình cho nó cục kẹo nó cũng mừng, bây giờ mình cho nó cả một cuộc đời nó không thèm nhận. Sắp đi một chuyến không về, nó chẳng buồn để ý và chẳng đòi thêm. Để rồi thời gian sau bà Tư mất, đứa con gái quỳ dưới bàn thờ người mẹ: má ơi, con thương má lắm, phải chi con còn có má trẻ rồi. Ôi sung sướng thay cho những ai đang còn và trên áo trinh nguyên còn cài nguyên một đóa hoa hồng. Hoa thắm đoan trang đường nét một biểu tượng ngàn đời cao quý, một thắm tình trong dòng vô biên. Trên khoái đời này có tình nào đẹp bằng tình mẫu tử thiên liêng? Trong muôn sắc hoa có hoa nào đẹp bằng hoa hồng cài lên áo trắng? Âu ơ, có tình nào bằng tình mẹ thương con miễn nhai cơm bóng lưỡi lừa cá xương? Bông hồng cài áo là để nói lên một thứ tình thiên liêng cao quý như biển rộng sóng dài. Dẫu muôn kiếp luân hồi chia biệt cũng không thể thay mồ, đó là tình mẹ hiền cao cả, sống ngàn năm chết cũng ngàn năm. Trèo non mới biết non cao, sinh con mới biết công lao mẹ hiền. Lòng mẹ lòng biển bao la muôn đời.
đời sống vô chan hòa tình thương. Tình mẹ hiền ngàn năm cao cả, dẫu cho muôn kiếp cũng khó phai mờ. Trên nét môi ngày kia sẽ phôi pha, cho những ai không còn áo cài hoa. Có tình nào đẹp bằng tình mẫu tử, có chữ nào thiêng liêng bằng hai chữ mẹ. Em cài lên áo bông hồng, nắng chiều xoay bóng, gió lòng phất phơ. Mắt em sáng tự cài màu bông hồng, cài áo là bài thơ gian. Và Việt Nam xin kính chào quý vị khách quý, các anh các chị cùng khán giả truyền hình thân mến. Hôm nay tôi xin trình bày ba lớp xuân tình trong bản Tống Thủ Đơn Hồng Tính. Tôi xin nói phớt qua về nội dung của cái bản xuân tình này. Nếu các anh các chị lớn đã từng đọc truyện Thuyết Đường đều biết Đơn Hồng Tính, La Thành, Trình Giáo Kim, Tần Thúc Bảo là những người anh em kết nghĩa. Sau đó thì mỗi người đi mỗi nơi, cho đến một ngày kia Đơn Hùng Tính một người một ngựa qua giết đường thế dân, đã bị La Thành, Trình Giáo Kim, Tần Thúc Bảo bắt được. Và lúc đem ra chém thì vì tình anh em nên mỗi người dâng một chung rượu, nhưng mà Đơn Hùng Tính chỉ uống chung rượu của Trình Giáo Kim. Và đây là lời đối đáp của những người trong cuộc. Chúng tôi xin bắt đầu. Dạ thưa đơn nhị ca, em là Giáo, danh tánh họ Trình, thỏ nhỏ chuyên nghề bán quý lậu ăn cướp bạc vua. Khi lớn lên em đi đầu đường, sắc có cầu thố tử hồ bi này. Trước mặt đại ca em rót chung rượu đầy, em tặng em khen đại ca là một đức anh hùng, lính thọ tử cho bắt thục tùng cái lũ đường dương. Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục, sống khi làm tướng hát đặng làm thành, hào kiệt với đại ca sanh tử đầu thành xác. Như vậy mà trung hiếu vẹn toàn khi tiếc nhiều danh. Này Giáo, tao là anh hùng bất quý tử, nếu quý tử thì là anh hùng. Một người một ngựa tao viết giết cho được Lý Thế Dân, những mạng họ Lý vô thác mạng cưỡng cầu. Nên tấm thân tao giờ đây kiếm ngọc cá trầu, dẫu thầy thời mau đổ tao quyết không đầu. Đây quyết lệ tao đầy đủ một đầu, thà chết chính hơn là sống nhục mà đầu nhơ. Vậy chung rượu của mày tao xin uống cạn, tao chúc mừng cho một thằng bạn. Anh hùng tử khi hùng nào tử, thiên nhiên mai cốt bất mai tù. Giáo ơi, mạng tao đã cuối đường cùng, nhưng mà cái nghĩa của đệ anh vẫn còn mang. Mai đây anh chỉ còn lại nóng xương tàn, ơn tình Giáo Hùng Tính này khắc cốt ghi tâm. Dạ thưa nhị ca, em đây là Tiểu Tướng La Thành, dù một chung em xin tất biệt nghĩa kim bằng. Uống không uống tùy anh định liệu, nhớ ngày làm phán Sơn Đông, ngày nay ai cũng các y kỳ phận. Xin anh suy nghĩ mà đừng nóng giận, cho nhà
đạo chính còn xúa vua nhiều. Đã thành ngày xưa đặt thúc bảo giáo kim đi đầu dặn mày đau liếc giường áo phải đứt lương y chẳng mạnh săn sóc cho mày mày hết đồng đào. Mày nói với tao là mày về thăm quê xưa cảnh cũ mồ ông mã cha của mày. Tao không ngờ mày là thằng phản bản, mày nói dối để về đầu đường thế dân. Tao gặp mày là thằng mặc áo ấm con đo hưởng bổng lộc thật to, để rồi hôm nay mày kiếm tao đặng trả ơn. Ra thành tao làm mày là thằng khấu phật tâm xà, nuôi ông tay áo nuôi khí dồn nhà đúng với câu dưỡng hổ di hòa, không ngờ nhập thể tung hổ di sơn. Nên ngày nay tao không toàn mạng, trời ơi rốt dây thai cho một thằng bạn thật nhân tài mà lại hạn nhân tài. Tên đông tích kim băng trọng lạc hậu đông nhi bất cứ nghĩa vấn đề, nhân phải nghĩa bất giao, nhân phải nghĩa bất thủ. Ai mà thèm uống ly rượu của đứa tẩu tầm, uống hay không thì giờ họ đã đến rồi, chung gươm lên chiến lực thành quay, đưa hồn xuống tận tiền đài, lưới gươm vô tình giết mạng đơn nghị ca chép. Bà Năng, con ngồi xuống đây rồi bà giải cách cho làm ăn với người ta. Điền sản của nhà mình thì lớn, mà ba thì đã có tuổi, kể ra thì cũng mệt mỏi lắm. Má con thì lo góp lúa ruộng ở bố Thảo Giang Cơ, ở đây mà giao đất cho thằng Lưu thì kể như không xong rồi. Năm ngoái ở bên Tây nó có rụt rịch, bên nay là cộng sản nó cũng rụt rịch. Cái bọn tá điền thì nó dặn nài bè ấm đòi bớt lúa ruộng quản lúa dai. Thế nên ba muốn đưa vợ chồng con xuống đây để mà cai quản cái đồn điền này. Con thì mới ra trường, chưa hiểu rõ sự đời, con còn bỡ ngỡ xa lạ trước lối sống hào phóng cao sang của danh gia dòng tộc như nhà ta. Và cách thức thâu góp lúa ruộng lúa dài, cai quán đồn điền đồ sổ, từ nay con nên tập thành làm chủ. Tài sản này sẽ là một phần của riêng con. Lúa dài như thế nào, lúa ruộng ra làm sao, để thâu góp dồi dào cho khói hụt hao. Con đừng để lòng nhân yếu mềm nó lúc lạc, mất một hai phân là mất mát lúa ngàn. Lúa ruộng phải sạch, phải khô, phải kiểm soát cho thật là thích thao. Cẩn thận đây nè, muốn biết lúa của con mẹ này sạch hay chưa đó. Đây, đây là kinh nghiệm của chủ điền đó, thấy không? Thấy không? Bỏ vô nước lúa lên nổ lên bền 3-4 hộp, như vậy là chưa sạch, phải đền bù. Bắt nó về cái điều này thì nó chết, bỏ mẹ nó luôn. Đó, con thấy cái cách người ta vậy chưa? Rồi bây giờ con coi đây nè, ở trong đó thằng nào cứng đầu nhất tên là thằng Thừa, bước ra cho tao biểu coi. Đây, có Thừa đấy. Mày là Thừa đó ha. Tướng ta rồi, coi cũng dữ ha, du côn ha. Cái này mày tên Thừa? Yeah. Thừa đây có phải là Thừa nước đục thả câu không mày? Dạ không. Dạ Thừa là dư đó chứ. Bậy đi. Ủa? À? Bậy đi. Dạ tôi dốt nát nên cắt nghĩa đùi cái tên cúng cơm cho tôi như vậy á, nó không đúng hay à, sao mà tất cả đi ngạc nhiên. Bậy đi. Hay là cái tên của tôi nó có cái nghĩa gì vô duyên? Tía tôi thì ổng tên đủ,
không hiểu sao cứ thiếu mày quanh năm không đủ mặn đủ ăn. Đó là ông mới đặt cho tôi cái tên thừa là cầu tài cầu vận, là điều mong mỏi cho con được đi hơn cha đổi thay số phận, lớn lên làm ăn khá giả dư ăn dư để cũng như người. Cái thằng chú con mày ở đâu dám dừng ngang vô phép sổ sàn? Trời ơi, tôi vô phép thôi nào. Tại sao mày dám nói dư nọ dư kia? Ông cố nội mày ở đây mà mày dám dừng ngang vô phép sổ sàn? Tao là hội đồng dư đây nè, mày có đủ có thừa cũng phải kể ông nội cha bay. Ông hội chửi tới ông nội tôi rồi đó. Sao chửi ông nội mày? Dạ ông nhắc tôi mới dám nói nè. Ông nội tôi cũng tên dư. Ông tên dư mà sao suốt đời ông dư không nổi. Tí là tôi tên đủ nhưng mà cũng chẳng đủ bao giờ. Tới tôi tên thừa nhưng mà vẫn thiếu. Thôi tao nói dần lần với mày, bây giờ tao hỏi mày, tại sao mày xúi con gặt làm reo hâm bỏ lúa của tao cho rút lại sao? Trời ơi, tôi có xúi vậy mày đâu. Sao không xúi? Ai cũng ước lòng rồi hỏi đồng hè mày lên tiếng rồi hỏi chứ. Lên tiếng cái gì? Người là sẽ đồng hỏi cho lên tiền công, hoặc là trả giấy thế thân rồi mở lẫm lúa, trả xuồng cho người ta đi làm nơi khác. Xưa nay cắt hay gặt hay đập gì một công cũng bằng giá một dạ lúa. Mà lúa bây giờ nó lên gần 6 cắt một dạ rồi. Ông hội trả cho có 4 cắt 8 một công, ép giá tàn nhẫn không? Làm gì cho nổi. Nhưng mà mày thấy năm nay mùa màng thất bát như vậy làm sao? Nhưng mày nói gì? Không được, là muốn lên tiền công. Lên tiền công? Ừ. Để tao tính lại. Rồi gì nữa? Còn một điều nữa là xin ông hội cho trả tiền gặt từ công. Chứ cái điều mà trả bằng bông á, rồi khi cần tiền bán cho vợ cặp rằng lựu, có 4 cắt 6 một phiếu à, lỗ 2 xu, đau thí mẹ. Ăn chi dữ vậy? Làm công 6 mà lỗ cái kiểu đó thì chết còn sướng hơn. Được rồi, để tao lên giá cho. Mua mày 4 cắt 7 như vậy được không? Không được. Trả tiền xong phẳng theo cái giá thỏa thuận đôi bên thì còn làm mướn. Còn nếu bằng không thì... Thì sao? Thì tôi kể như là thả trôi sông sắp biếu 10 ngày công, tính như là không công cho thổ địa thổ thần, vui chơi với dắt đĩa mũi mồng ba riêng cùng bè.